Tôi nhớ ngày xưa, trong giờ triết, thầy giáo dạy môn tâm lý có đề ra một câu hỏi. Theo các em, người trưởng thành tâm lý là người như thế nào? Thấy cả lớp ngồi ngóc mỏ, mặt đứa nào đứa nấy bơ bơ, ra cái điều ngây thơ vô số tội. Còn miệng thì im thin thít. Thầy bèn giơ tay, chỉ vào tôi. Thằng Minh, trả lời xem. Chẳng là tôi vốn khá giỏi mấy cái môn văn, sử và triết học, nên thầy giáo thường tin tưởng về cái độ đúng đắn trong những ý kiến của tôi. Tôi lề mề đứng dậy, sửa sửa cặp kính cận, rồi dõng dạc phát biểu. Thưa thầy, người có tâm lý trưởng thành là người biết sống có lý tưởng, tâm hồn trong sáng, luôn mơ mộng lãng mạn và vững tin vào chân lý ạ. Sau khi trả lời xong, tôi ngồi xuống chờ đợi một lời khen. Nhưng thầy lắc đầu thở ra. Lãng mạn quá thì thành lãng xẹt đó con ạ. Nói hay nhưng chưa đúng và chưa đủ nhá nhóc. Nhỏ Phương ngồi sau lưng tôi lẩm bẩm. Hỏi ai không hỏi, nhè cái đứa luôn mơ giữa ban ngày mà hỏi. Thầy thiệt tình á. Con này luôn chê tôi, đàn ông con trai gì mà lúc nào cũng như đang ở trên mây, tưởng trời tưởng Phật, ngơ ngơ ngác ngác như thần thánh phương nào lạc tới nhân gian. Có lần nó nhìn tôi thương hại rồi chặt lưỡi than. Không biết mai mốt làm sao mà du sống sót giữa cuộc đời xấu xa bỉ ổi này nữa. Nhìn cái điệu trịnh trọng và nét mặt nghiêm trang của Phương, tôi suýt phì cười. Nó luôn chê tôi ngây thơ như con nít, trong khi tôi lại thấy nó cứ ra vẻ đạo mạo như một bà giáo già. Ấy vậy mà hai đứa cứ dính nhau như sam, không rời nửa bước. Nhà Phương ở cạnh nhà tôi, học cùng trường, cùng lớp. Hai đứa chơi thân với nhau từ lúc còn nhỏ xíu. Là con trai, nhưng tôi cũng tham gia chơi lò cò, nhảy dây với nó. Ngược lại, con nhỏ cũng biết tạc lon, đánh đáo, chẳng thua kém gì. Tôi nổi tiếng học giỏi từ nhỏ, nên Phương luôn cố gắng bắt kịp, không để thua sút. Mà con nhỏ này lạ, không bao giờ nó muốn thua tôi về bất cứ phương diện nào. Hình như tôi với nó là đối thủ truyền kiếp hay sao ấy. Nó ganh đua so kè với tôi sát nút trong chuyện học đã đành, mà bất kỳ chuyện gì nó cũng đòi cạnh tranh mới lạ chứ. Nhưng may quá, chưa bao giờ nó vượt qua tôi nổi, nên con nhỏ hậm hực tức tối lắm. Thật ra tôi cũng mong có lần nào đó nó được xếp thứ hạng trên tôi trong lớp, nhưng tôi chờ mãi vẫn chưa thấy con nhỏ làm được. Mặc dù trình độ của hai đứa chẳng chênh lệch nhau mấy. Tôi muốn Phương vui, thế thôi. Vì tôi nghĩ ai học giỏi mà chẳng được. Thứ hạng thì có xá gì so với mối thâm tình của hai đứa. Từ tiểu học rồi lên trung học, Phương thường xuyên qua nhà tôi học bài. Thậm chí có khi còn ở lại ăn ngủ như nhà nó. Dĩ nhiên là ngủ với má, chứ không phải với tôi nhé. Còn tôi thì cũng không ít lần chạy qua nhà nó ăn cơm. Phải nói thêm, nhà hai chúng tôi đều là nhà lầu mặt phố, có 2-3 tầng, nên có phòng riêng. Cha mẹ lo buôn bán làm ăn, cũng chẳng ai hơi đầu để ý quan sát mấy đứa nhóc. Chính má tôi cũng từng trêu ghẹo khi thấy hai đứa cứ tối ngày châu đầu vào nhau. Mai mốt cưới con Phương về làm dâu nhà này luôn cho rồi. Tôi bực bội la lên. Má nói bậy quá đi. Còn mẹ Phương thì chọc nó. Hai nhà xui gia liền sát vách, mai mốt còn qua bển làm dâu. Chỉ cần bước một bước là về thăm mẹ được rồi ha. Con nhỏ nhăn nhó. Mẹ nói kỳ quá ha. Tụi con còn nhỏ chứ bộ. Hai đứa khăng khít không rời. Ăn ngủ học hành, đi chơi đều có nhau như hình với bóng. Dẫu vậy, con nhỏ luôn chê bai, chỉ trích tôi đủ thứ tối ngày.
làm như nó muốn tôi phải giống nó cho bằng được. Sau này lớn lên, tôi phát hiện ra đó là đặc tính chung của đàn bà con gái. Nhất là khi đã yêu nhau thì ai cũng muốn thay tính đổi nết người yêu của mình. Thật là một cách nghĩ hết sức bậy bạ, nhưng vô ích. Tôi là tôi, nó là nó, và hai đứa vẫn cứ gắn bó cuộc đời với nhau cả chục năm trời, suốt cả thời thơ ấu. Năm lên lớp 9, xảy ra một chuyện khiến mối quan hệ của hai đứa chuyển biến theo chiều hướng nguy hiểm. Việc một trai một gái thân thiết quá mức cũng khiến bạn bè trong lớp chướng tai gai mắt. Chẳng là nhỏ Phương rất dễ thương, xinh gái, làm cho tụi con trai ngấm nghé để ý. Việc con Phương lẩn quẩn bên tôi khiến mấy thằng nhóc khác ngấm ngầm ghen tị. Một bữa, thằng Khánh lớp trưởng tự dưng xin chứng, nói lời đâm chọt: "Ê Phương, sao mày thích một thằng ẻo lả mặt gà mái như nó vậy?" Con nhỏ bất ngờ trừng mắt rồi đáp trả lại bằng một câu hết sức phũ phàng: "Vì nó ngoan, học giỏi và thông minh nữa, chứ không có dốt đặc cán cuốc như mày." Thằng kia bị chê dốt nên nổi nóng: "Ăn nói mất dạy hả mày? Nếu mày không phải là con gái thì tao tát cho vêu mỏ." Nhưng Phương tiếp tục chọn lõn: "Nói mà dám không, thứ ngu mới chọc cho người ta chửi. Đồ đàn ông mà nhiều chuyện với đàn bà." Thằng Khánh không kìm nổi sự tức giận, nó điên tiết nắm cái bím tóc buộc đuôi ngựa của con bé giật ngược ra sau. Đến nước này thì tôi phải xen vào và cũng chứng tỏ mình không hề ẻo lả như lời thằng đó nói. Tôi bay vào giọng liền vô mặt thằng lớp trưởng mấy cú đấm méo sạch cả miệng. Nó buông Phương ra lao vào tôi, hai đứa quýnh nhau túi bụi, vật lộn đùng đùng làm bụi tung mù mịt giữa sân trường. Chiều về tới nhà, Phương theo tôi chui thẳng lên phòng. Con nhỏ bắt tôi nằm xuống để nó lấy dầu nóng xoa bóp mấy chỗ bầm tím và thoa thuốc đỏ những vết trầy trụa rướm máu. Tôi nằm im nhìn nó cắm cúi sức dầu. Đột nhiên, con bé ôm mặt tôi, hung vào má mà hai mắt đỏ hoe: "Đau nhiều không Minh?" "Ừ, hết đau rồi. Tao thương mày nhất trên đời." Nói thiệt, tôi ngượng hết sức. Nếu soi gương, chắc mặt tôi đã đỏ lựng như gấc. Nhưng cũng cố làm tỉnh. Tôi vuốt tóc nó, hứa một câu chắc nịch: "Tao cũng vậy, ai mà đụng vô mày là tao quýnh liền." Cả hai chúng tôi đều đang ở lứa tuổi dậy thì, máu nóng hừng hực, mà nhỏ Phương cứ vô tư ôm ấp, nửa nằm nửa ngồi kiểu đó, khiến tôi đột nhiên muốn lên cơn sốt. Con nhỏ nhìn tôi rất gần, hai gương mặt sát vào nhau, đôi môi đỏ hồng của con bé như một thứ quả chín mọng mời mọc. Tôi làm một hành động vô thức, vì cũng không hiểu sao mình lại làm vậy nữa. Tôi áp môi tôi vào môi của nó, khiến cho cả hai như bị một luồng điện cực mạnh giật trúng. Hai đứa gần như tê liệt, nằm yên bất động. Nhưng ngay sau đó, tôi và Phương hấp tấp ôm cứng lấy nhau, như một hành động giới tính bản năng chưa từng xảy ra trước đó. Nhưng ngay lúc ấy, tiếng dép lẹp xẹp lên cầu thang và giọng oan oan của má đã cứu vớt đời hai đứa: "Thằng Minh, con Phương xuống nhà ăn cơm, làm gì cứ ở riệt trong phòng vậy?" Khi má xuất hiện ngay trước cửa thì thấy Phương đang dán mấy miếng băng dính lên cánh tay trầy trụa của tôi, khiến má hốt hoảng: "Trời ơi, có chuyện gì vậy?" "Dạ, quýnh lộn đó bác." Vào cấp 3 thì tụi tôi lớn phỏng lên nhanh chóng, thành trai xinh gái đẹp hết cả. Lúc này hai đứa đã lớn nên Phương không chịu mày tao với nhau nữa. Nó nói lớn đầu rồi mà còn mày tao chi tớ, nghe kỳ lắm. Xưng hô vậy hoài quen miệng, mai mốt khó sửa. Tôi thắc mắc hỏi sửa để làm gì thì nó chỉ im lặng. Vậy là kết thúc thời con nít bằng cách xưng tên,
cho nó văn minh lịch sự. Mà lâu dần tôi thấy Phương nói cũng có lý. Hôm đó nhà tôi có làm đám giỗ ông nội. Nhỏ Phương theo má tôi đi chợ từ sớm. Khi về tới nhà, má giao cho nó làm hai con gà mái tơ mà tôi thấy nó xách về từ lúc nãy. Đang dọn dẹp sách vở bừa bộn trên phòng học ở lầu 1 thì tôi nghe tiếng con bé gọi vọng lên: "Minh ơi, Minh!" Tôi chạy ra giếng trời, ngó xuống sàn nước dưới bếp. Một hình ảnh khiến tôi ngẩn ngơ. Nhỏ Phương ngồi hí hoáy cắt tiết gà. Chiếc áo mặc nhà rộng cổ, hớ hên, trễ xuống để lộ hai gò ngực phập phồng, mơn mởn, khiến tôi muốn nín thở. Quay mặt sang chỗ khác, tôi vờ hỏi: "Gọi gì Minh vậy?" "Xuống nhắc dùng ấm nước sôi để nhổ lông gà. Phương đang bận tay rồi." Tôi chạy xuống nhà làm theo lời yêu cầu của con nhỏ. Lúc chuẩn bị đón khách gồm mấy người bà con và cả ba má của Phương, tôi tranh thủ nói nhỏ vào tai nó: "Chạy về nhà thay quần áo khác cho kín đáo hơn đi, khách khứa người ta nhìn kìa." Con nhỏ cúi xuống ngó bộ quần áo đang mặc, rồi ngẩng lên lấy tay cốc vào đầu tôi, cười tinh nghịch: "Minh thấy gì hả?" Tôi lúng túng nói chữa ngượng: "Thấy gì, nhắc bà ăn mặc nghiêm chỉnh để tiếp khách người lớn thôi mà." Cứ y như lọng cụ non ấy. Tôi biết chẳng phải Phương cố ý khiêu gợi gì tôi, mà chỉ là do cái tính đểnh đoảng, vô ý vô tứ của nó. Nhưng càng ngày tôi thấy rõ sự gần gũi như hồi còn nhỏ là không ổn, khiến tôi nhiều lúc mất phương hướng. Vì Phương bây giờ đã là một thiếu nữ xinh đẹp, nảy nở, chứ không còn là một con nhóc 10 tuổi trước kia. Càng lớn, tôi càng nhận ra nhỏ Phương yêu tôi. Thứ tình cảm gần như là mặc định cho cuộc đời nàng. Vì Phương đâu có chịu quen với một chàng trai nào khác ngoài tôi. Nhưng tôi lại không nghĩ vậy. Sự quan tâm quá mức của Phương nhiều lúc khiến tôi thấy ngạt thở và không thoải mái. Tôi cũng chưa hề nằm mơ thấy nàng. Lúc rảnh rỗi làm thơ, viết nhạc để giải trí thì tôi chỉ nghĩ đến một người tình mộng tưởng nào đó xa vời, mà không phải viết cho con bạn hàng xóm. Đồng ý rằng có đôi lần tôi xao động vì sự gần gũi làm kích thích bản năng giới tính. Nhưng có lẽ với lũ con trai thì đứa nào cũng thế. Cảm xúc đó không hề liên quan gì tới tình yêu đích thực. Kể ra nói vậy thì cũng có hơi phàm tục và mất dạy. Nhưng đó là sự thật mà. Huống chi tôi phải công nhận, càng lớn Phương càng xinh đẹp, hấp dẫn chết đi được. Nhưng như người ta thường nói, bụt chùa nhà không thiên. Hai đứa lớn lên bên nhau, từ thuở còn nhóc tì, cùng cởi truồng tắm mưa, thì khó nảy sinh tình yêu trai gái. Thiệt tình là tôi chưa từng có chút rung động nhớ nhung hay sự đồng cảm nào giữa hai tâm hồn theo kiểu tình yêu lãng mạn mà tôi đọc qua sách vở. Tôi với Phương thân nhau như hai đứa bạn nối khố, thương nhau như hai anh em ruột thịt. Và cho đến giờ này cũng chỉ là như vậy, không hơn không kém. Giai đoạn học thi tốt nghiệp phổ thông trung học khá căng thẳng, làm tôi tạm quên những suy nghĩ băn khoăn trong đầu. Mặc dù không còn ăn dầm nằm về ngủ lại nhà tôi như thuở nhỏ, nhưng nàng vẫn qua học bài chung, cùng nhau ôn luyện cho nhau như những ngày còn bé. Một lần, sau mấy tiếng đồng hồ dò bài và giải đề thi mẫu, Phương đề nghị: "Nghỉ xả hơi chút đi Minh." "Ok." "Lấy đàn hát cho mình nghe đi." "À, hôm trước Minh có sáng tác một ca khúc mới, hát Phương nghe hen." "Hay quá, Phương là người nghe đầu tiên hả?" "Dĩ nhiên, có ai trồng khoai đất này." Tôi với lấy cây guitar thùng, vừa gõ đàn bập bùng vừa hát mấy câu thơ lãng mạn do tôi sáng tác và phổ nhạc cho Phương nghe. Một mình bên chiều vắng,
hiu hiu cơn gió nồng, nhẹ nhàng rơi chiếc lá, tiễn mùa vào hư không. Nghe xong bài hát, Phương vỗ tay, khen nức nở. Hay quá, Minh giỏi quá. Ai lại khen nhạc sĩ hát giỏi quá bao giờ? Nhưng Minh tài hoa thật mà. Học giỏi nè, đàn hay nè, hát như ca sĩ. Phương chết mất thôi. Tôi nhìn con nhỏ và im lặng. Phương chợt thắc mắc. Minh nghĩ tới ai khi sáng tác mà nghe nhiều cảm xúc quá vậy? Tôi thật thà lắc đầu. Minh không nghĩ tới ai cả. Có lẽ là một người trong mộng, tưởng tượng nào đó thôi. Nói xong mấy lời này, tôi mới thấy mình hớ và vô tâm quá. Nhưng đã muộn, gương mặt Phương tái đi, nàng buồn xỉu xuống, đến nỗi lòng tôi thấy ân hận vô cùng. Tôi vội vàng nói chữa. Mình sáng tác để giải khuây mà, không có nghĩ tới ai hết. Có cô nào đâu mà nghĩ. Nhưng càng nói càng sai. Tôi muốn vả vào mặt mình mấy cái. Phương buồn bã đứng lên. Thôi, mình về ngủ đây. Hôm nay mệt quá rồi. Ngủ ngon nha, mai học tiếp. Nàng khẽ gật đầu, rồi bước ra khỏi phòng. Dẫu sao, tôi cũng đã nói thật lòng mình. Có lẽ con nhỏ hàng xóm thân thương đã nhìn ra điều ngộ nhận. Từ đó, Phương giữ ý tứ hơn khi gặp tôi. Nàng không còn cười đùa vô tư như trước. Có lẽ cần phải vậy. Nhưng quả thật trong tôi thoáng buồn và tiếc nuối những tháng ngày vô ưu năm cũ. Cả hai chúng tôi đều tốt nghiệp với điểm số rất cao và đường hoàng bước chân vào đại học. Nhớ thời gian học thi, có lần tụi tôi thảo luận về chuyện này. Giữa hai đứa xảy ra tranh cãi kịch liệt về dự định chọn khoa, chọn trường. Tôi chọn công nghệ thông tin và điện tử viễn thông. Còn Phương thì chọn học ngành luật. Nàng hỏi tôi tại sao chọn ngành kỹ thuật, trong khi lại có năng khiếu và rất giỏi về khoa học xã hội và nhân văn. Phương lý luận. Tính mình hay mơ mộng nè, mà chọn ngành quá thực tế, liệu có phù hợp không? Mình muốn học hỏi những điều chưa biết, vả lại đó là ngành học của tương lai. Phương không nghĩ vậy sao? Cuối cùng thì nàng bộc lộ ý của mình. Phương muốn hai đứa vẫn học chung trường, chung lớp như từ xưa đến giờ. Hiểu không? Và con nhỏ hàng xóm nói luôn mối quan tâm duy nhất của đời nó. Mình muốn học luật cho giỏi, để mai mốt bảo vệ Minh. Tới đây thì tôi ngậm miệng, không nói được nên lời. Mà dù cho có nói gì thì nhỏ Phương cũng đâu có chịu nghe. Thế là hai đứa tụi tôi vô hai trường đại học khác nhau, cách xa nhau đến nỗi chuyện gặp gỡ không còn được thường xuyên như trước. Nàng vẫn đi và về mỗi ngày, còn tôi làm biếng di chuyển nên ở lại ký túc xá. Thi thoảng tụi tôi mới gặp nhau vào cuối tuần, nhưng rất chóng vánh và ngày càng nhạt nhẽo. 4 năm đại học đã thay đổi cuộc đời và số phận của cả hai đứa. 1-2 năm đầu thì không có chuyện gì xảy ra. Nhưng khi lên năm thứ 3 thì tôi quen Trang. Hôm ấy trường tổ chức cắm trại và hội diễn văn nghệ mừng xuân. Suốt mấy năm tham gia sinh hoạt trong ban chấp hành hội sinh viên, tôi trở nên nổi bật vì bộc lộ nhiều tài lẻ. Đêm đó, thay mặt lớp tham gia biểu diễn, tôi vừa đàn vừa hát một ca khúc ngợi ca tình yêu khá lãng mạn. Thật ra nếu cần một cô bạn gái xinh xắn để dung dăng dung vẻ cho vui thời đi học thì tôi đã có từ lâu. Nhưng nói thật rằng, cho đến khi rời xa Phương thì tôi không sao quen được ai khác. Có gì đó trống trải và mặc cảm tội lỗi nếu làm thế. Không hiểu Phương có cảm giác như tôi không, hay nàng bây giờ đã có một chàng trai nào đó. Mà thực bụng tôi cũng mong như thế. Ở trong trường, tôi cũng có một số fan là mấy nhỏ sinh viên đàn em. Thậm chí
có cả một cô bạn học cùng lớp khá xinh cũng quan tâm tới tôi một cách lộ liễu. Và trong đêm nay, tất cả bọn họ đều hiện diện phía dưới sân khấu cùng với hai bên cánh gà để đứng xem và cổ vũ. Sau khi hát xong, việc thoát thân khỏi đám fan thật sự vất vả. Kết quả là bị buộc phải ôm một đống hoa do họ nồng nhiệt trao tặng. Nhưng khi ra tới ngoài, đang ngó quanh quất tìm chỗ kín đáo đặt mấy bó hoa xuống, thì tôi nghe một giọng nói con gái cất lên từ phía sau: "Bắt quả tang nha, định vứt hoa của fan trao tặng phải không? Thiệt là phũ phàng ghê." Một con nhỏ mặt mũi khá đẹp, phải dùng từ đẹp mới đúng, mặt đầm màu đen, đứng bắt tréo chân, tựa lưng vào góc tường, nhìn tôi cười lém lỉnh. Hơi bất ngờ, nhưng tôi phải thầm thán phục. Con cái nhà ai mà dễ thương hết sảy vậy cả. Tôi bước tới gần, đặt bó hoa lên chiếc bàn ở gần đó và hỏi một tràng: "Em là con cái nhà ai? Học lớp nào? Nói vậy là có ý gì?" "Em tên Trang, mới là sinh viên năm nhất. Thấy anh hát hay quá nên muốn làm quen. Vậy thôi." "Ừ, cũng được, nhưng với một điều kiện." Tới phiên con nhỏ ngạc nhiên: "Hả? Điều kiện gì? Xưa nay chưa có ai muốn làm quen em mà còn bày đặt điều kiện này nọ nữa." "Thủ tiêu mớ hoa này giùm anh, chứ có làm gì khó khăn đâu mà kêu ca. Với lại em vừa nói là muốn làm quen anh, chứ anh có đòi hỏi hồi nào?" Trang nhún vai: "Thôi được, em sẽ ôm đống hoa này về trang trí trong lớp, nhưng với một điều kiện." "Trời đất, nói vần lân kiểu này chắc tới tối quá. Điều kiện gì nữa?" "Đi theo em về lớp thì em mới chịu." Thấy cũng vui vui và lý thú, tôi gật đầu đồng ý đi theo con nhỏ. Nhưng cuối cùng, người ôm đống hoa vẫn là tôi. Và ngạc nhiên hơn là tôi bị Trang qua mặt một cái rụp khi lừa tôi theo nàng tới trại. Và tôi xuất hiện giữa tiếng hò reo của một bầy sinh viên năm nhất. Thì ra Trang cá với tụi nó rằng sẽ gọi tôi tới đây chỉ trong vòng một tiếng đồng hồ. Thật là bó tay. Đó là cách hai đứa tôi quen nhau, là cách tôi sa vào lưới tình của nàng dễ dàng như một chuyện đùa giỡn. Trang là con gái nhà giàu, nói theo kiểu phim Hàn Quốc thời nay là nàng ngậm thìa bạc. Bạc thôi chứ chưa phải là vàng nha. Từ khi mới lọt lòng, được cha mẹ nuông chiều quen thói, từ nhỏ muốn gì được nấy, nên tính tình khó chiều và chảnh chọe. Nhưng như người ta nói, em đẹp thì em có quyền. Tôi chỉ là một gã trai chưa từng biết mùi đàn bà, còn nàng thì đẹp xuất sắc, vượt tất cả mọi tiêu chuẩn trong mơ của tôi. Bình thường thì tôi là một gã tự kiêu và tự nhủ lòng không bao giờ để rơi vào cảnh lụy tình mù quáng. Nhưng khốn nạn thay, tôi tự phá vỡ mọi nguyên tắc của mình để lao vào một tình yêu mà tôi biết sẽ nhận lãnh phần đau khổ theo cái cách ngu xuẩn nhất. Trang luôn muốn mình nổi trội hơn người. Ít ra thì cái gì của nàng cũng phải ưu tú vượt trội hơn thiên hạ. Cũng phải thôi, vì gia thế của nàng đã là như vậy. Cách Trang làm quen với tôi chứng tỏ điều đó. Nhưng thật ra tôi cũng khám phá thấy nàng vẫn còn có phần ngây thơ và không có quá nhiều tính toán. Nếu khôn hơn thì nàng đã làm quen với một gã trai con nhà đại gia tương xứng, chứ không chỉ là một tên mọt sách có cái mẻ bề ngoài kim giỏi nhiều tài lẻ, nhưng thực chất chỉ là con nhà trung lưu, nếu không muốn nói là quá nghèo, không hề môn đăng hộ đối gì so với gia đình nàng. Ngay từ khi mới quen, tôi đã so sánh Trang với Phương. Cả hai có nét đẹp và nữ tính khác nhau. Trong khi vóc dáng của Trang như một người mẫu chuẩn mực, thì Phương có vẻ hiền lành và mũm mĩm, phúc hậu hơn nhiều. Ngoài ra giữa hai người
không có lấy một điểm tương đồng nào trong tính cách. Trang có thích tôi, nhưng không yêu tôi như tôi yêu nàng. Nàng ở vị thế đòi hỏi tôi, nhưng tôi không có quyền đòi hỏi nàng. Vì trong suy nghĩ, Trang thấy nàng đến với tôi đã là tất cả những gì, còn hơn cả một ân huệ. Tôi đâu có ngu mà không nhận ra điều đó. Nhưng quả thật là quá ngu khi phớt lờ cả ý nghĩa thật sự trong cái thứ gọi là tình yêu không cân xứng này. Thời gian hai đứa quen rồi yêu nhau, tôi còn chưa tốt nghiệp, nghĩa là vẫn chưa kiếm ra đồng bạc nào. Mọi nhu cầu ăn tiêu đều phụ thuộc vào ba má. Thế thì làm sao có đủ tiền để cung phụng người yêu? Nói cung phụng thì có vẻ hơi buồn cười, vì thực tế Trang không hề nghĩ tới điều đó. Nàng thuộc loại ăn chưa no, lo chưa tới, còn hơn cả tôi nữa. Nhưng làm sao tôi không chạnh lòng vào những lần nàng móc ví trả thay tôi mấy cái hóa đơn vượt quá khả năng thanh toán. Thiệt tình là cái mối quan hệ này xuất hiện nhiều vấn đề tế nhị ngay từ đầu. Mấy lần đầu hai đứa đi chơi, Trang thường xuyên chê ổng chê eo những chỗ tôi đưa nàng tới. Quán cóc sập xệ này không an toàn vệ sinh đâu anh, đi theo em. Và khỏi nói, nhìn cái nơi nàng chọn thì tôi biết mình sẽ cháy túi. Thấy tôi ấp úng nói, anh không có đủ tiền. Trang cười ngặt nghẽo một cách hồn nhiên, anh còn đi học thì làm gì có tiền trả. Đợi mai mốt đi làm rồi hãy tính, giờ em trả cho, chẳng sao cả. Đừng có làm như cháy nhà tới nơi rồi vậy. Nàng luôn tỏ ra vô tư hào phóng và xem nhẹ những gì tôi cảm thấy. Tôi biết Trang đang ở kèo trên của mình, nhưng ngoài những điều đó thì đôi lúc Trang cũng tỏ ra dễ thương kỳ lạ. Một lần nàng thủ thỉ vào tai tôi, anh à, từ khi quen nhau tới giờ tụi mình chưa đi du lịch lần nào. Mắt bận rộn học hành mà, vậy chứ em muốn đi đâu? Đà Lạt hen, trời lạnh ôm nhau ngủ thích lắm đó. Trời, sao em biết? Thì em nghĩ vậy. Tôi tròn mắt nhìn nàng kinh ngạc, sao con nhỏ này nói chuyện đó một cách tự nhiên vậy? Hay là... Tôi lắc đầu, cố không nghĩ xấu cho nàng. Thấy tôi im lặng, Trang nũng nịu nói, đồng ý đi anh. Và tôi quyết định thử đi chơi một chuyến, xem chuyện gì sẽ xảy ra. Chuyến đi vui ngoài sức tưởng tượng. Ngồi trên chiếc Audi sang trọng của nàng, tôi phát hiện ra Trang còn có thú đam mê tốc độ và kỹ năng lái xe hơi thiện nghệ. Nói thật, tôi thấy mình thua kém con nhỏ nhà giàu này đủ mọi thứ. Lên tới Đà Lạt, hai đứa đi ăn và đi uống. Nhỏ Trang tỏ ra hồn nhiên vui chơi, không hề tính toán. Lúc nốc hết nửa chai vang thì hai đứa đã ngà ngà say. Trang hỏi một câu làm tôi muốn tỉnh rượu. Biết tại sao em chịu quen một gã nghèo kiết như anh không? Trời, em nói cái gì thế? Sao anh biết được? Nói nghe nè, vì anh ngây thơ và chân thật. Anh học giỏi, lại bảnh trai nè, hát hay, đàn giỏi nữa. Rồi Trang lấy tay bẹo má tôi, cười nói vô tư, anh dễ thương hơn cả đống con trai mà em quen đó. Thật không? Hay lại trôn anh nữa đó? Thiệt mà, em yêu anh lắm. Tôi nhìn nàng, chợt thấy lòng rung động, dịu dàng. Những lúc không tỏ ra xéo sắc thì trông con nhỏ hiền lành và ngoan ngoãn như một con mèo. Tôi vuốt tóc nàng hỏi, thế em có hối hận vì quen với một gã trai con nhà nghèo như anh không? Không, vì em biết... Biết gì? Giỏi và có tài như anh thì mai mốt sẽ giàu thôi. Đâu có ai mới sinh ra đã giàu ngay được chứ. Có mà. Ai? Thì em đó, còn hỏi.
Em chỉ là thiểu số. Em muốn nói tới đa số. Như ba em hồi còn bé, nghe nói còn nghèo hơn anh bây giờ nữa đó. Thú thật là tôi chưa bao giờ nghe thấy con nhỏ nói chuyện có chiều sâu kiểu này. Té ra trong một góc khuất nào đó, Trang còn chưa bộc lộ hết cho tôi thấy. Và cũng chính vì thế mà tôi yêu nàng một cách ngây ngô, liều lĩnh. Lúc đến căn biệt thự homestay đặt trước, bước xuống xe nhìn khung cảnh xanh tươi và hít thở không khí lạnh buốt, nàng ôm chặt cánh tay tôi, kéo đi nhanh vào nhà. Vô tắm nước nóng rồi đi nằm đi anh, em lạnh quá à. Lúc ấy tôi có cảm giác lâng lâng bềnh bồng như trong một giấc mơ huyền ảo, chân bước theo nàng mà như đang bị mộng du. Khi cả hai chui vào giường, trùm chăn kín mít, Trang co ro rút vào lòng tôi và nói: "Thích quá Minh ơi." Lần đầu tiên nghe Trang gọi bằng tên, tôi cảm động ôm chặt con nhỏ. "Anh cũng thích nữa." Tôi tham lam tìm môi nàng, mùi tóc, mùi da thịt con gái khiến đầu óc ngầy ngật, ngã nghiêng như người say rượu. Trang gọi mà như rên lên: "Anh ơi." "Gì hả em?" "Bữa nay em cho anh đó, yêu em đi." Tôi cứ ngỡ chỉ mình tôi vụng về, nhưng nhỏ Trang còn tệ hơn thế. Em nó lóng ngóng sợ hãi và e thẹn khi trần truồng trước mặt tôi. Nhìn tính cách lanh lợi của con nhỏ luôn ra vẻ dân chơi này, chắc ai cũng ngỡ rằng nàng đã sành sỏi chuyện yêu đương. Nhưng khi thấy em run rẩy muốn ngất đi lúc cả hai thật sự hòa làm một, thì tôi hiểu rằng nàng chỉ sử dụng vẻ ngoài cứng cỏi như một chiếc áo giáp phòng thủ hữu hiệu. Trang bấu chặt những ngón tay vào lưng tôi, vừa nói vừa khóc nức nở: "Em đau, em sợ quá anh ơi. Nhưng thích lắm anh à." Đêm đó hai đứa tụi tôi gần như không ngủ. Cảm giác yêu đương lạ lẫm và sung sướng khiến cho chúng tôi như ngây dại, không ngừng nghỉ. Yêu xong rồi lại yêu, lần sau kéo dài hơn lần trước. Con nhỏ cứ luôn miệng rên rỉ: "Đừng buông em ra anh ơi." "Anh biết rồi, anh không mà." Gần nửa đêm Trang kêu khát. Lúc nhỏm dậy lấy chai nước uống, tôi nghe nàng kêu thất thanh: "Chết rồi, làm sao đây anh?" Nhìn theo ánh mắt nàng, tôi thấy trên tấm ra giường lốm đốm loang lổ vết tích đời con gái. Tôi bước tới ôm em vào lòng trấn an: "Không sao đâu em, bất quá mình đền cho họ là cùng chứ gì." Phải ha. Lần đầu của tôi và Trang là như thế. Một kỷ niệm quý giá mà suốt đời này tôi sẽ không bao giờ quên. Nàng đã vô tư trao cho tôi thứ đẹp đẽ, tinh khôi nhất đời, không chút tính toán. Thì sao tôi còn chấp nhận cách sống ích kỷ, khó chịu của em cho được. Hôm tôi dắt Trang về nhà giới thiệu với cha mẹ, đó là một ngày Chủ nhật đẹp trời. Tôi thuyết phục rất lâu, con nhỏ mới chịu ngồi sau xe máy cà tàng cho tiện. Khi dừng xe trước cửa thì cũng vừa đúng lúc Phương từ trong nhà tôi bước ra. Nhìn thấy chúng tôi, mặt Phương tái đi, nhưng nàng cũng gật đầu chào. Tôi lên tiếng giới thiệu: "Đây là Phương, bạn hàng xóm thân nhất của anh. Còn đây là Trang, bạn gái của mình." Phương hấp tấp nói vài câu xã giao miễn cưỡng rồi bước vội về nhà. Tự nhiên tôi thấy trong lòng có chút gì đó mơ hồ lo lắng, nhưng không hiểu đó là thứ cảm giác gì nữa. Nhưng điều quan trọng nhất là ngay cả ba má tôi cũng không thấy thoải mái khi tiếp xúc với Trang. Nàng có vẻ hơi kiêu kỳ, không hòa đồng lắm với gia đình tôi. Tôi hiểu nàng rất cố gắng để không lộ ra sự cách biệt, nhưng không khí hôm đó
hoàn toàn không thực sự ấm cúng như tôi muốn. Rõ ràng là Trang quá khác biệt với gia đình tôi. 2 năm quen nhau là 2 năm có đủ hương vị ngọt ngào lẫn không ít lần cay đắng. Trang quen lối sống bản năng và thiếu kiềm chế. Lúc yêu thì yêu lắm, nhưng lúc cãi nhau thì nàng cũng sẵn sàng trút giận và tuôn ra hàng tràng lời lẽ xúc phạm nặng nề. Để rồi, khi sóng yên biển lặng, thì nàng lại tiếp tục yêu tôi như không có chuyện gì quan trọng xảy ra. Nàng không ý thức được rằng đã vô tình, hay là cố ý nhỉ? Thật sự tôi cũng không biết. Để làm tổn thương tôi vô số lần mà chưa khi nào cảm thấy áy náy. Có lúc tôi nghĩ mình đã thật sự hiểu Trang, nhưng rồi lại phát hiện ra là chẳng hề biết một chút gì về nàng. Khi yêu đương lăn lóc trên giường thì em hồn nhiên sẵn sàng phơi trần tâm hồn cuồng nhiệt của mình, nhưng sau đó có thể khép lại kín mít để trở thành một ẩn số muôn thuở. Suốt 2 năm, Trang yêu tôi và cũng giày vò tôi lên bờ xuống ruộng. Và tôi yêu nàng như một thằng ngốc khờ khảo, chẳng biết sự đời. Nhưng thú thật rằng, chưa bao giờ tôi tính đến chuyện rời bỏ nàng, dù chỉ là một chút trong ý nghĩ. Trong tâm hồn con nhỏ nhà giàu này là cả một trời mâu thuẫn và chất chứa một thứ hấp lực mãnh liệt mà tôi chưa bao giờ cưỡng nổi. Sau khi ra trường và xin được việc làm thì tôi và Trang cưới nhau. Sự kiện diễn ra trong lúc cả hai còn chưa thật sự sẵn sàng. Trang vẫn còn phải học 2 năm nữa. Tôi mới chỉ là một thực tập sinh, chưa có thu nhập ổn định. Nhà cửa lại càng không. Trang bắt tôi phải về làm rể gia đình nàng, để cho cha nàng thu xếp công việc. Còn tôi thì yêu cầu Trang về làm dâu. Nàng nói thẳng: "Nếu anh muốn vậy thì cứ ở một mình đi, lấy vợ làm gì?" Trang đòi xin tiền cha mẹ mua nhà, nhưng tôi bác thẳng tay. Ít ra thì tôi cũng phải giữ lại cho mình một chút lòng tự trọng. Cái thứ mà chỉ gần 1 năm sau, nàng luôn miệng dè biểu, chì chiết. Liệu có mài cái lòng tự trọng chẳng đáng giá một xu của anh ra mà ăn được không? Vậy đó, cuối cùng tôi và em thống nhất thuê một căn hộ ở tạm vài năm, trong khi chờ có tiền mua nhà. Khi trở thành một thằng con trai trẻ tuổi có vợ, tôi mới có cái nhìn sáng suốt hơn về toàn cảnh của mình. Trang vẫn đi học, vẫn vô tư vui chơi với bạn bè và xài tiền của ba má nàng. Vì tôi đâu có nuôi vợ nổi, với đồng lương thực tập sinh chỉ có vài triệu. Bi kịch ở đây là điều kiện kinh tế của tôi ngày càng thảm hại. Tôi phải nay lưng chi trả tiền nhà, tiền điện, tiền nước và hầm bà lằng các chi phí không tên. Ngay cả tiền ăn còn không đủ. Có gia đình rồi, chẳng lẽ vẫn còn chạy về ngửa tay xin tiền cha mẹ? Tôi đối diện với cuộc sống thực tế nghiệt ngã, với tâm hồn hoảng loạn, sợ hãi và không có lối thoát. Bây giờ thì tôi vừa làm thực tập trong công ty ngày 8 tiếng. Tan làm ra thì chạy xe ôm công nghệ để kiếm thêm thu nhập. Đầu tắt mặt tối từ sớm đến khuya. Quá bận rộn công việc nên tôi ăn uống thất thường, bữa no bữa đói. Người ngợm ngày càng hốc hác, gầy rạc đi như một thằng ăn mày. Đến nỗi Trang bắt đầu nhìn tôi bằng ánh mắt thương hại. Nhưng câu nói của nàng kèm theo nụ cười nhếch mép mới thật sự làm tôi thấy đau đớn. Cứ cái kiểu này, chưa mua được nhà thì anh đã chết toi vì đói rồi. Tôi cố chống chế: "Chưa được 1 năm mà em, phải cho anh thời gian chứ." "Thì em có thúc giục gì đâu, em vẫn đang xài tiền của em mà. Anh cần không, em đưa cho." "Trông tội quá." "Trời, thế mà em cười được à?" "Ủa, chứ không lẽ khóc?"
hai chúng tôi dần dần cách xa nhau, ở chung nhà, nằm chung giường, với hai lối sống khác biệt. Điều an ủi duy nhất là hàng tuần vợ tôi vẫn không quên nhu cầu của nàng. Cứ thỉnh thoảng trang khều tôi vào giữa đêm khuya. Anh ơi, có khỏe không? Dù đang ngủ mê mệt vì cả ngày kiệt sức, tôi cũng choàng ngay dậy. Gì thế em? Yêu em đi. Những cuộc yêu ngày càng suy giảm chất lượng. Lý do đơn giản là do tôi. Tâm trạng ức chế mỏi mệt, sức khỏe suy kiệt vì lao lực. Đến nỗi sau một năm thì Trang không khều tôi nữa. Sang năm thứ hai thì đời sống vợ chồng của chúng tôi giống như một game show thực tế có hai người chơi. Cùng sống trong một chiếc box nhỏ xíu là hai tâm hồn lạc loài với hai cách sống trái ngược. Chỉ cần một người chơi bỏ cuộc thì mọi thứ sẽ game over ngay tức thì. Trong trường hợp này thì tôi biết chỉ còn có mình tôi là kẻ cố gắng. Điều may mắn thứ hai là đến giờ này Trang vẫn không có thai. Dù tôi rất nhiều lần bất cẩn, nhưng đó cũng chính là lý do khiến vợ tôi không còn thấy gắn bó với gia đình của mình nữa. Nàng đi về như một chỗ ở tạm bợ, nhà cửa lúc nào cũng vương vãi quần áo bẩn chưa giặt, chén bát dơ chất đầy trong bồn không rửa, bụi bám từng lớp trên bàn, chăn nệm nhầu nát xô lệch trên giường. Và một tháng nay ngày nào nàng cũng về nhà vào lúc 10 giờ đêm. Cá biệt đã hai lần nàng gõ cửa lúc 3 giờ sáng với bộ dạng mệt mỏi không thèm che giấu, linh tính cho tôi biết đang có chuyện gì đó. Tôi không muốn tìm hiểu, với tính cách của Trang nàng sẽ không bao giờ khai thật nếu không muốn. Hơn nữa, chỉ còn vài tháng thì Trang đã ra trường, còn tôi cũng vừa qua giai đoạn thực tập sinh và bắt đầu hưởng lương chính thức. Tôi hy vọng mọi thứ sẽ được cải thiện, rồi đâu sẽ vào đó. Tôi cố lạc quan nghĩ thế. Hôm ấy là ngày Chủ nhật nên tôi dậy trễ. Mở mắt ra đã thấy nắng sương sương rọi vào phòng qua cánh cửa sổ mở toang hoác. Kim đồng hồ treo tường chỉ 8:30 sáng. Tôi ngồi bật dậy đi ra khỏi phòng, ngó xuống bếp không thấy Trang đâu. Tôi tự dưng có cảm giác lạ lạ, trống trải thật kỳ lạ. Bước ra phòng khách, tôi phát hiện trên mặt bàn kính của bộ sofa có một lá thư nằm lăn lóc. Chiếc phong bì màu xanh hy vọng nữa chứ. Lại gần, liếc thấy trên đó có một dòng chữ viết tay nhỏ lí rí, kiểu chữ đặc biệt rất khó đọc của vợ tôi. Em gửi anh. Đêm qua Trang về rất khuya. Khi vào giường thì tôi đã ngủ khò. Nửa đêm, tôi có choàng tay qua ôm nàng, nhưng nàng dịch ra xa, không cho tôi đụng vào. Giờ mới sáng, nàng đã đi đâu mất. Tự nhiên tôi thấy tỉnh táo, ngồi phịch xuống ghế. Tôi cầm lá thư trên tay ngắm nghía. Lúc ấy tôi nghĩ, gì thế này? Sao lại viết thư? Chắc chắn có chuyện nghiêm trọng. Tôi hấp tấp mở ra xem. Đó là mấy dòng chữ thông báo thì đúng hơn. Những dòng chữ viết vội vàng, thiếu cân nhắc và hiểu đính cho đúng văn phạm. Nội dung như sau: Anh Minh, em đi luôn, về nhà ba má em. Em xin lỗi, chúng ta ly dị đi. Em hết chịu nổi cuộc sống của tụi mình rồi. Chờ gặp anh ở tòa, đừng qua nhà ba má để kiếm em. Em không về đâu. Tạm biệt anh. Một lá thư cục ngủm, chỉ có 48 từ, nhưng đến 6 chữ em, cả chủ ngữ lẫn vị ngữ. Tôi ngồi thừ ra, đầu óc trống rỗng, dửng dưng một cách kỳ lạ. Hình như tôi cũng có thoáng nghĩ đến việc này từ lâu, nhưng không nghĩ rằng nó sẽ xảy ra sớm vậy.
cuộc sống vợ chồng tôi kéo dài được 2 năm. Chưa tới 2 năm mà đã ra như thế này. Nói theo suy nghĩ của Trang thì chuyện gì cũng là tại tôi. Kể cũng đúng, tôi chưa đủ năng lực để có một gia đình. Nên bây giờ trò chơi chính thức khép lại. Game over rồi. Ok, tôi chấp nhận. Dĩ nhiên là tôi trả nhà, không thuê nữa, để quay về. Ba má bình thản đón nhận lại thằng con như tôi chưa từng rời khỏi. Ông bà lắng nghe tôi kể chuyện mà không nói gì. Có lẽ ba má sợ chạm vào nỗi đau nơi trái tim tan vỡ của thằng con thích mơ mộng. Cuối cùng, má chỉ nói một câu: má biết sẽ có ngày này. Từ từ rồi làm lại con à. Không sao đâu. Suốt mấy tháng trời, tôi tự chữa lành vết thương. Thật ra tôi không ngờ mình nhớ Trang đến thế. Nhưng tôi bớt dần sự dằn vặt và mặc cảm. Lúc này tôi đã có thu nhập khá hơn trước nhiều. Không còn phải trần thân chạy Grab và vứt bỏ gánh nặng chi phí từ căn nhà thuê lúc trước. Tôi sống thoải mái và nhẹ nhàng hơn. Nhờ vậy mà tôi lấy lại phong độ rất nhanh. Nhưng nỗi buồn trong tôi vẫn còn đeo đẳng chưa thể rứt ra được. Hôm gặp lại Trang trong phiên tòa xử ly hôn lần cuối, tôi nói với nàng: anh cảm ơn em về tất cả. Chúc em từ nay sẽ có cuộc sống tốt hơn. Vợ cũ của tôi cũng nói với vẻ bùi ngùi, rất thành thật: em biết em có lỗi với anh, nhưng có lẽ chúng ta là không dành cho nhau. Đừng giận em nhé. Anh đâu có giận. Bảo trọng nha em. Nói vậy thôi, còn lâu tôi mới quên Trang. Cho đến tận lúc này, trái tim tôi vẫn đau nhói khi nghĩ tới nàng. Nhưng xong rồi, chúng tôi chia tay trong hòa bình, văn minh và lịch sự. Nói cho cùng, mọi thứ lại đặt trở về đúng chỗ của nó. Tối nay, tự nhiên tôi muốn đi dạo. Lâu lắm rồi, kể từ những ngày xa lơ xa lắc, tôi và con bạn hàng xóm thường nắm tay đi lòng vòng khắp khu phố, rồi cùng nhau chạy vào ngôi chùa cổ cách nhà gần một cây số chơi năm mười. Chỉ mới có hơn 3 năm mà tâm hồn tôi đã đổi khác, không còn mơ mộng hão huyền như xưa. Cuộc sống không bao giờ là một bài toán cộng trừ nhân chia đơn giản rồi sẽ cho ra đáp số đúng, mà là một phương trình tích phân với nhiều hàm số chưa biết. Theo thời gian, con người trưởng thành lên sẽ tự tìm ra đáp án đúng cho mình. Nhưng bao giờ cũng vậy, cuộc đời lúc nào cũng có những biến số bất ngờ không thể dự đoán trước. Đã 8 giờ tối, tôi đang lững thững đi bộ về nhà thì nghe tiếng xe máy dừng sau lưng. Có tiếng Phương gọi: Minh ơi, đi đâu vậy? Tôi quay lại. Mình đi dạo vào chùa Phước Viên. Phương mới đi làm về hả? Không, mình đi mua chút đồ. Nàng xuống xe dắt bộ để cùng đi với tôi. Tự nhiên tôi nảy ra một ý kiến nên hỏi: đi cà phê không? Giờ này uống cà phê thì sao ngủ được. À mà thôi, Phương uống sinh tố. Nhưng thay vì chở nàng đi uống cà phê, tôi lại chạy lòng vòng chở nàng ra ngoài quốc lộ. Phương yên lặng, nàng để mặc tôi chạy lung tung, không định hướng. Đi một lúc thì tôi tìm một quán cà phê ghé vào. Phương nói: thích quá à, lâu lắm mới có người chở. Tôi ngạc nhiên: thế Phương vẫn chưa quen ai à? Nàng nhìn tôi lắc đầu cười: thì ra là thế. Chúng tôi hỏi thăm nhau về nhiều chuyện, nhưng nàng không hề đả động gì đến chuyện giữa tôi và Trang, dù tôi biết chắc rằng nàng đã biết hết. Phương hỏi: công việc của Minh có tốt không? Ồ, cũng được lắm. Còn Phương? Cũng được lắm, giống Minh.
Chợt nàng nhìn tôi rồi gọi: Minh à. Phương định nói gì? Phương sắp sửa đăng ký học lên thạc sĩ. Minh học với Phương không? Đâu có cùng ngành mà học chung. Thì có sao đâu. Chúng ta sẽ cân nhắc chọn ngành học phù hợp. Mà sao lại rủ Minh? Phương ngồi cúi đầu im lặng. Một lúc nàng ngẩng lên nói: Phương muốn chúng ta lại học chung với nhau như ngày xưa ấy. Tôi nhìn nàng, hơi lặng người đi một chút. Xa nhau mấy năm rồi, nhưng Phương vẫn như thế. Nàng vẫn nghĩ đến tôi khi có cơ hội. Tôi cảm động nói: Phương không ghét Minh sao? Không bao giờ. Tại sao vậy? Phương không biết, nhưng chưa bao giờ Phương ghét Minh. Chỉ buồn thôi. Giờ còn buồn không? Còn chút chút. Nhưng bây giờ Phương chỉ sợ Minh buồn, bất đắc chí trong cuộc sống. Nói xàm, Minh hết buồn rồi. Thôi rồi, sẽ đi học tiếp với Phương. Ok chưa? Phương nhoẻn miệng cười, gương mặt rạng rỡ. Tự nhiên cảm giác thân thiết ngày xưa lại quay trở về. Tôi đứng dậy, nắm tay nàng nói: Thôi về nhà, rồi bàn tiếp vụ đi học ha. Tôi chở Phương chạy về nhà tôi, trước vẻ mặt ngạc nhiên của ba má. Tôi nắm tay kéo nàng lên lầu. Nhưng ông bà chỉ nhìn nhau mỉm cười mà không nói gì. Cuộc đời thật kỳ lạ phải không? Chúng ta đang có thứ quý giá nhất ở ngay bên cạnh, nhưng lại không thèm để ý tới. Thậm chí còn gạt sang một bên thật dửng dưng. Sau đó chạy lung tung một vòng quanh thế giới, buồn bã mấy năm trời mà chẳng đạt được điều gì. Cuối cùng lại quay trở về vạch xuất phát. Tôi biết mình thật diễm phúc hơn thiên hạ khi ngày trở về với tâm hồn tổn thương rách rưới. Nhưng vật quý giá kia vẫn ở đó, vẫn chờ đợi để chữa lành những vết roi cuộc đời một cách khoan dung, độ lượng. Tôi và Phương tiếp nối những ngày tháng bên nhau như cũ, cùng học hành, cùng nâng đỡ nhau mọi thứ. Sau 2 năm miệt mài vừa làm vừa học thì cũng đến ngày tốt nghiệp. Hôm lấy bằng thạc sĩ, tôi nói với nàng: Tối nay lén ba má lên phòng anh ăn mừng hen. Đồ quỷ, lén là lén thế nào? Thì cứ tự nhiên như bình thường, bí mật mua đồ ăn mang lên phòng mình, không cho ba má biết. Không được đâu, Phương thấy vậy là tội lỗi lắm đó. Ba má đáng được cùng chia vui với mình mà. Tôi nhìn nhỏ bạn, giờ là người yêu của tôi. Tâm hồn em thật nhân hậu, trong sáng tuyệt vời như thế đấy. Và tôi đành phải đồng ý với nàng. Đêm ấy tôi giữ nàng ngủ lại. Ba má biết hết, nhưng chẳng ai thèm để ý. Vì từ xưa tới giờ tụi tôi vẫn như thế mà. Lúc nằm ôm chặt lấy nhau trên giường, tôi đề nghị: Mình cưới nhau đi, em chịu không? Dẫu biết phải là như vậy, nhưng con nhỏ vẫn cứ bẽn lẽn. Chịu. Vậy tối nay cho anh đi. Thôi kỳ lắm. Không có kỳ, 3 năm nay bắt người ta nhịn chưa đủ sao? Em không biết, tùy anh đó. Tôi cười hinh hích và vùi mặt vào mái tóc của Phương. Phải nói tôi thật tình không hiểu tại sao tôi yêu nàng đến thế này, vậy mà mãi đến bây giờ mới biết. Mọi người cũng đoán được rồi ha. Cuối năm ấy, hai nhà chính thức làm xuôi gia, dâu và rể chạy qua chạy lại nhà nhau như cơm bữa, đúng như mong ước của hai cặp ba má từ ngày xưa. Còn khỏi nói rồi, cuộc sống của tôi và Phương thì lúc nào cũng rộn rã, vui như Tết.